chị. Có phải chia sẻ không? Rồi ok, thì bây giờ em cũng muốn hỏi thêm sư là hôm nay sư đi thì sư có đem theo cái gì đó để tuyên truyền về cái đạo mà sư đang theo không? Dạ con kính thưa chú là hôm nay con đi dự lễ để thành lập đạo Nhân Quả, là thành lập Nghi Bảo đó chú. À vâng. Bảo đi từ bắc, từ nam ra bắc, là đoàn của thầy Minh Tuệ thì đi từ bắc vào nam. Vâng. Đoàn thầy Minh Tuệ đang đi tới đây thì đoàn Nghi Bảo của chúng con á trong đạo Nhân Quả đó là đi từ nam ra bắc. Vâng. Con mới đây là đi cùng với nhau ra đây. Vâng, vâng, vậy sư cho em hỏi là ví dụ như là sư đó là đi theo cái đạo Nhân Quả này á, là sư ở đây là đi cùng rất nhiều người và hôm nay là đi lễ, thì em hỏi sư là sư lễ ở đâu? Dạ con kính thưa chú là con đi cùng với sư đây. Vâng. Và sư đây hôm nay là cũng về mảnh đất miền Trung là quê hương của sư. Rồi. Thì có ba mẹ của sư với bác của sư cũng ra. Rồi. Để cùng nhau, tại vì chúng con là ni thì hồi xưa giờ là không có đi theo hạnh 13 hạnh đầu đà. Rồi. Nhưng mà nay là chúng con biết được là có thành lập Ni Bảo để đi theo 13 hạnh đầu đà. Cho em xin ngắt lời là thành lập Ni Bảo và đi dự lễ là ở đâu? Em đang muốn hỏi như vậy, các dạ, sư tu tập ở đâu? Dạ con đang dự lễ ở đây. Ủa, nhưng mà đây đâu phải là chỗ để tu tập để lập Ni Bảo làm lễ. Dạ vâng ạ, con đọc ở trên trang mạng như vậy. Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin ngày hôm nay. Hôm nay em trở lại livestream như bình thường các anh chị ha. Tại vì cái màn hình nó nhỏ quá. Do đó là em không có em không có trích dẫn được video clip này. Do đó là các anh chị thông cảm ha. Gắng cố gắng đi theo cái mới của TikTok nhưng mà cuối cùng thì không được. Không được thì thôi chứ biết sao bây giờ các anh chị và các bạn. Chúng ta vừa xem video clip ha của một cái kênh Tâm Xì Phố có phỏng vấn về cái sự việc mà 13 Nico, cái số 13 này nguy hiểm quá các anh chị, 13 Nico đã gặp thầy Thích Minh Tuệ ngày hôm nay. Và 13 Nico này theo em suy nghĩ thì họ bảo rằng là họ là ni, do đó họ không thể nào thu theo 13 hạnh đầu đà được, nhưng mà ngày hôm nay thì họ quyết tâm họ làm luôn. À, đó, cái chuyện vui đã xảy ra nha các anh chị nha. Bởi vì nhiều khi chúng ta cũng không có thể nào hiểu rõ hết trong cái câu chuyện này như thế nào ha. Câu chuyện ngày ngày càng hay các anh chị. Do đó ngày hôm nay em cũng live stream rất là sớm, vừa đi làm về xong là phóng vô live luôn nha các anh chị nha. Đó, thì các anh chị nói từ từ cái câu chuyện của sư Minh Tệ nó sẽ gây cấn và hấp dẫn ghê lắm nha. À, gây cấn hấp dẫn ghê lắm. Không biết là tại sao mà cái sức hút của sư Minh Tệ quá lớn các anh chị, quá lớn. Và hầu như là người đa số người ta không có thích làm sao á. Đa số người ta không có thích sư Minh Tuệ làm sao các anh chị. Chứ còn các anh chị thấy nhiều người đã thu theo tu tập rất là nhiều các anh chị ha. Và em cũng thiệt, em mới đọc sơ qua cái video clip này em cũng không hiểu nổi, để em về nghiên cứu ha. Tối nay em về nghiên cứu cái sự đem. Một cái sư nữ rất là đẹp các anh chị ha. Mặc dù đã cạo quy y rồi mà rất là đẹp và nói chuyện cũng rất là từ tốt ha. Em cũng không hiểu nổi là sao nữa. À, ok em thanh bình thường ha. Rồi ok, bây giờ em cũng muốn hỏi thêm sư là hôm nay sư đi thì sư có đem theo cái gì đó để tuyên truyền về cái đạo mà sư đang theo không? Thành lập Vi Bảo lực nhân quả gì đó, đi từ nam ra bắc, còn sư Minh Tuệ thì đi từ bắc ra nam, hai người đụng nhau tại chỗ này. Do đó là biết sư Minh Tuệ ở đây, do đó 13 Nico này nó tập hợp ở đây luôn ha. Giống như gặp được cái người mà mình cùng chung một cái hạnh đầu đà đó ha, là sẽ làm. Nhưng mà nữ sao hạnh đầu đà được, nữ làm nổi không? Tại vì hồi đó tới giờ chưa có một cái vấn đề mà nữ làm hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà nữ rất là khổ hơn người nam nghe các anh chị. Không thể nữ hạnh đầu đà là khó lắm, không được. Giữa phi giữa hôm á, ở trong mà cái nơi quan vắng rất là nguy hiểm các anh chị ha. Tại thì đi từ bắc vào nam. Vâng. Đoàn thầy Minh Tuệ đang đi tới đây.
đàn ni bảo của chúng con á, trong đạo nhân quả đó, đạo nhân quả, cái đạo ngộ ha, đạo dữ gì ta. Vâng, vâng, vậy sư cho em hỏi là ví dụ như là sư nói là đi theo cái đạo nhân quả này á, là sư ở đây là đi cùng rất nhiều người và hôm nay là đi lễ, thì em hỏi sư là sư lễ ở đâu? Dạ, con kính thưa chú là con đi cùng với sư đây. Vâng. Và sư đây hôm nay là cũng về mảnh đất miền Trung là quê hương của sư. Vâng. Thì có ba mẹ của sư với bác của sư cũng ra để cùng nhau, tại vì chúng con là ni thì hồi xưa giờ là không có đi theo hành mình ta. Nhưng mà nay là chúng con biết được là con có thành lập ni bảo để đi theo 13 hành đầu đà. Cho em xin nhắc lời là thành lập ni bảo và đi dự lễ là ở đâu? Em đang muốn hỏi như vậy, các dạ, sư tụ tập ở đâu? Dạ con đang dự lễ ở đây. Ủa, nhưng mà đây đâu phải tập là luôn. Tụ tập để lập ni bảo, làm lễ. Dạ con ạ, con đọc ở trên trang mạng như vậy nên con đi đến à. À, là đọc trên trang mạng là thấy ở đâu? Đọc ở đâu thấy? Tái sinh con 02 gì đó, té ngửa luôn, để lên trên coi thử thôi ha. Càng ngày càng, nói chung là câu chuyện này càng ngày càng hấp dẫn. Giờ này sao không ai coi, hay là live stream theo cái kiểu kia thì nhiều người xem, live stream kiểu này không ai xem, chết luôn rồi các anh chị. Hôm nay em cũng mới nhận được cái thông báo bên YouTube là sẽ đánh tiền vàng toàn bộ tất cả các nội dung ngày hôm nay. Cho đó các anh chị nhớ bấm like, subscribe, ủng hộ em cả nhà nhé. Kênh lớn, kênh nhỏ, nút vàng, nút bạc gì cũng phải trùng xung số phận thôi. Rất may mắn là kênh này đã ngừa trước một cái đợt sóng lớn. Do đó là kênh này cũng đỡ, tức là mọi video clip của em đều có cài cái chế độ kiếm tiền theo quy định của YouTube. Còn cái kênh nào mà lơ tơ ngơ là bị tắt kiếm tiền hết. Em nói các anh chị biết là như vậy. Ha. Cái gì ta? Đi nghe lại coi. Tái sinh gì? Tái sinh ra con 02 hả? Để xem phụ đề coi. À, là đọc trên trang mạng là thấy ở đâu? À, là đọc bảo mà đi dự lễ là ở đâu? Em đang muốn hỏi như vậy, các dạ, sư tụ tập ở đâu? Dạ con đang dự lễ ở đây. Ủa, nhưng mà đây đâu phải là chỗ để tụ tập để lập ni bảo, làm lễ. Dạ con ạ, à, con đọc ở trên trang mạng như vậy nên con đi đến nè. À, là đọc trên trang mạng là thấy ở đâu? Đọc ở đâu thấy? Tái sinh con 02. Chưa có cài nữa trời, khổ. Còn cái điện thoại thì tự nhiên ao ra luôn. Tu trên mạng. Nhưng mà nói chung á, là người này nói chuyện rất là đàng hoàng các anh chị. Nói chuyện rất là đàng hoàng, rất là nhỏ nhẹ, xưng con không à. Nha. Cũng rất là à, cũng rất là ấy nha các anh chị. Rất là xinh đó. 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 Để xem coi. Tái sinh con 02 hả? Tái sinh ra con 02 hả gì? Tới nữa rồi, tới công chuyện nữa rồi các anh chị ơi, thua luôn. Tu mấy cô này đi theo chắc khỏi tu luôn quá. Giờ cả trăm người y chang thầy Minh Tệ rồi anh. Xin chào Thích Minh Châu. Đây. Lâu quá không đăng nhập vô kênh ấy nữa, để coi tái sinh con 02. Tái sinh con. Tái sinh chồng gì trời. Tới công chuyện rồi các anh chị ơi. Tới công chuyện rồi. Tái sinh không còn hả?
tái sinh không còn hai hả? Lưu giữ pháp bảo, lưu giữ thánh gì nè, 560 thành viên nè, có phải mấy người này không? Đây khó coi quá ha, tại vì đó, tại vì nó bị cái ánh sáng bên ánh đèn nó chói vô quá các anh chị, dốt công nghệ quá sao giờ đó. Trời, cái đạo gì đây trời, đây để coi có cái cô đó không. Chắc trang này quá, để ngày mai mình sẽ tìm hiểu cho các anh chị và các bạn nha. Quá dữ, quá dữ. Chào mọi người tí nha, tự nhiên tôi chuyển qua cái livestream này không ai xem trơn cha ơi, bó tay luôn rồi, banh banh trang các anh chị. Xin chào Thích Minh Châu, xin chào Thích, xin chào anh Mai Viết Cường, xin chào khán giả Sòn Ngọc Quỳnh. Bác nháo vô cùng ha, xin chào Thích Cục Cưng. Không hiểu làm sao mà tôi thấy cái hình cái những người tôi nữ tu sĩ này mắc cười quá à. Để coi nói cái gì nữa. Nhưng mà đọc là địa điểm ở đây. Được là có ni bảo đến trở thành ni bảo. Ni bảo là cái gì mà ni bảo là cái gì? Em chưa biết ni bảo là gì. Ni bảo là cái gì mà đến đây được? Dạ ni bảo là tăng á, là Phật pháp tăng ni bảo á. Hồi xưa giờ mình có tăng bảo là tăng đoàn mình đi thôi. Thầy ở đây không có tăng đoàn. Bên dưới thầy không có tăng đoàn. Dạ, mình với thầy là người rất là bình thường. Đi bộ hành tập thể dục đấy ạ. Chúng con á là thương kính thầy. Dạ nên là chúng con mới gọi thầy là Con đi cùng với sư đây và con đi đây. Thì tất nhiên cái những cái người đi chung là cũng phải cùng chí hướng với nhau chứ. Ngày chú hỏi giùm con chứ con đi chung với sư đây. Còn riêng cái quan điểm của sư này là sao? Là yêu mến thầy Thích Minh Tuệ đúng không? Dạ vâng ạ. Tất cả những quý sư nào mà có một trái tim sáng trong, quyết buông xuống trắng bạch để sống đời và du tăng đi khắp mọi miền, không cất giữ tịnh tài tịnh Phật. Mỗi ngày chỉ dùng một buổi cơm chay. Ngoài buổi cơm chay thì có dùng nước ngọt thôi. Và mỗi ngày chỉ dùng một buổi, đó là những trái tim sáng trong, những tâm hồn quyết buông xuống. Tất cả không chỉ là người dân Việt Nam mà chúng con đều yêu thương và kính trọng với thầy. Cảm ơn sư. Đây là cái quan điểm của sư thôi ha. À, như vậy chí lớn gặp nhau mà không biết sao nữa. Tại sao 6 năm trước không gặp nhau mà giờ này mới gặp nhau ta? Cũng không hiểu nổi luôn. Hôm nay lại có tin của bên Tập Ngãi TV là thầy mắt kính hiện nguyên hình nữa các anh chị. Quá trời quá đất rồi, bây giờ bó tay. Hiện tượng mà các anh chị, hiện tượng. Thì tôi nói các anh chị và các bạn rồi, cái sự tu tập theo đạo Đầu Đà này nè rất là khổ, không phải là chuyện đơn giản ha. Mới ngày hôm nay thôi ha, mới ngày hôm nay thôi là như vậy, ngày mai đã khác rồi. Ví dụ như ngày đó sư Minh Tuệ đi sinh ở một cái nơi, ví dụ đi bộ 30 km mà không có căn nhà nào cả thì làm sao các anh chị? Thua luôn, không khuất thực được, không có khuất thực được thì làm sao mà có đồ ăn đó. Thì nói các chị và các bạn, tôi ví dụ như vậy đó. Còn cái người kia có bỏ cuộc không? Ví dụ như 3 ngày mới ăn được một lần chứ không phải là một ngày được ăn một lần nữa, hoặc là đi một đoạn đường 20-30 km không có một miếng nước uống ha. Thì lúc đó đó thì chúng ta mới biết là đá hay là vàng thôi các anh chị. Chứ bây giờ nhầm khi nói người ta lại la mình ha, nói người ta la mình 13 người ha, 13 người mà thấy cái người này cũng nói chuyện cũng có tự tốn, đừng có xúc phạm người ta mọi người ơi. Mình đang